Thân mặt trận thống nhất Việt Nam 18/11/1930, 18/11/2020 có sự hiện diện của các quý vị khách quý về phía xã. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các đồng chí Lê Văn Tùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã. Xin ngày hội nhiệt liệt chào mừng. Về phía khách mời, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các đồng chí Đồng Văn Sa. Bà con nhân dân thực hiện kế hoạch 624 của mặt trận khách nè, cháu lưng cao ấy tụt lúa đó lò qua lò rẻ cho nở tới lúc tim mừng bê lò qua ba ngày đầy đủ kết. Nóng nem bê ơ tụi nó đây, cô cha nè xìa 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 nhớ được phần từ nè nhớ tập tế cô cả ai khi ai nít phải vui là thế tao bỏ ấy à đi thị xìa đó đi chơi tôi thầy đi chồng thầy rồi chúng con nè cả lớp về cha nè lớp chơi à chỗ tôi tận nó nó tôi tận nó ấy à có hồi cha nó cục công rồi nhóc có từ thế sẽ chi à sinh bia nhóc tốt tế nhóc tốt tế là cũng cần sẽ tốt tế cho rồi không có này tôi nít tay cho này à công nào đó tôi phải nói thế này cha nên ngon quá còn mãi liền xua nào đó sẽ chi này ý tưởng không liệt tàn thoáng hả dọc nhớ tao tế đó rồi chọn thầy tao tế rồi chê cho tao chê lại tụi lúc nhớ tao sát tí chú cho chỉnh thay đôi là nó hả ừ. Ú lê tư này hóc khéo à đúng cười rồi nhớ tỏ ra hết mà nem nem vừa thay rồi. Thay được chưa? 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 Thay tâm hồn của mỗi con người là việc tập hợp anh em đồng chí chiến sĩ 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 dân chủ công dân 1936 mặt trận thống nhất toàn thể đồng minh 1941 hội quân tôi ở trong một món ăn một loại chín nào cứ cứ một thằng con mà nếu nó tài giỏi một cái gì mà chăng